chào các bạn. Rất nhiều sinh viên Việt Nam coi Singapore là một lựa chọn hàng đầu khi có ý định du học, do chi phí học tập hợp lý, bằng cấp quốc tế và vị trí địa lý thì rất gần với Việt Nam. Và lựa chọn chuyên ngành phù hợp để du học cũng là một bước ngoặt quan trọng trên con đường du học của mình. Tương Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn hướng dẫn hồ sơ, hiện nay cũng nhận khá nhiều sự quan tâm về ngành quản trị hậu cần của các bạn học sinh sinh viên Việt Nam. Thị trường chuyên đào tạo ngành quản trị hậu cần tại Singapore có thể nói đến là trường Curtin Singapore. Thị trường Curtin đã có mặt tại Singapore và đào tạo các khóa học từ năm 1986. Curtin nâng tầm quan hệ với Singapore sang một bước tiến mới bằng việc thành lập khu học xá tại Singapore vào năm 2008. Và Tân Đại Dương xin giới thiệu đôi nét về trường Đại học Curtin. Curtin là trường đại học công lập và là trường lớn thứ 3 tại Úc về số lượng sinh viên quốc tế. Thương xá Burnley nằm tọa lạc tại vùng ngoại ô Burnley ở thành phố Perth, phía tây của nước Úc, là thương xá lâu đời nằm trên diện tích 111 hectare với kiến trúc cổ kính nổi bật và là niềm tự hào của trường Đại học Curtin. Ngoài ra, trường còn có các cơ sở tại Sydney, thì cơ sở này đã đem đến cho sinh viên cơ hội học tập tại một thành phố sinh động nhất thế giới. Được thành lập vào năm 2005, Curtin Sydney được đặt tại trung tâm của thành phố, nơi giao thông thuận tiện bậc nhất. Và hiện tại, Curtin Sydney chủ yếu giảng dạy các chương trình về quản lý. Và tại châu Á, thì Curtin có cơ sở tại Singapore. Curtin đang tiếp tục phát triển với quy mô quốc tế với việc thành lập Curtin Singapore vào tháng 11 năm 2008. Thì Curtin Singapore đã đem lại cho sinh viên sự tiện lợi tiếp cận với nền giáo dục hiện đại ngay tại một trong những thành phố có quy mô quốc tế nhất thế giới. Học sinh của Curtin Singapore được tận hưởng những cái tiện nghi bậc nhất, đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy đổi mới và cũng là những người chuyên nghiệp và đang làm việc tại những ngành nghề liên quan. Curtin Singapore tự hào là một trong những trường đầu tiên tại Singapore được cấp chứng chỉ EduTrade. EduTrade là quy định của Bộ Giáo dục Singapore đặt ra đối với trường dân lập. Nếu muốn tuyển sinh quốc tế thì phải có chứng chỉ này. Các trường phải trải qua các cuộc kiểm tra của Bộ và nếu hội đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận. Nằm trong top 100 trường đại học đứng đầu của Úc, giá trị bằng cấp từ trường đại học công lập Curtin được đánh giá cao không chỉ riêng tại Úc mà trên toàn thế giới. Thì trường có mở chi nhánh tại Malaysia và Singapore. Curtin tại Singapore là cơ sở giáo dục được đầu tư mạnh nhất về chất lượng bài giảng, trình độ giảng viên và trang thiết bị học tập, giải trí. Điển hình là khu học xá đầu tư hơn 20 triệu Singapore, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên. Hơn thế, tại trường Curtin Singapore đạt mức học phí thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung tại Curtin của Úc và tổng chi phí học tại Singapore chỉ bằng 40% tổng chi phí du học sinh tại Úc. Cộng thêm với cơ hội học bổng cao là những điểm hấp dẫn hàng ngàn học sinh, sinh viên trên thế giới lựa chọn học tại Curtin Singapore. Sinh viên học tại Curtin Singapore được đảm bảo trang bị đầy đủ những cái kiến thức, kỹ năng như một sinh viên học tại Curtin của Úc. Toàn bộ chất lượng, tiêu chuẩn giáo dục đều chịu sự giám sát chặt chẽ của phó hiệu trưởng của trường Curtin tại Úc. Thì trường đặc biệt có các khóa học rút ngắn dành cho sinh viên muốn tiết kiệm thời gian, chi phí học tập như là hoàn thành cử nhân trong 2 năm, bằng thạc sĩ trong duy nhất 1 năm và nhận thẳng học sinh học xong lớp 11 tại Việt Nam vào khóa dự bị đại học. Và đặc biệt, sinh viên học tại trường Đại học Curtin Singapore được nhận bằng tương đương như là du học Úc. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc là Sydney của Úc với thủ tục visa khá là đơn giản. Và để chi tiết hơn về học phí cũng như chương trình học tại trường Curtin Singapore cũng như là trường Curtin của Úc, các bạn có thể liên hệ ngay đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tân Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường Đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm
2009 và xin lỗi vào năm 2008, và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường Đại học Curtin Singapore như sau. Đây là khu học xá chính thức của trường Đại học Công lập Úc. Thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Curtin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học ở Sing. Thì vì học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc. Và về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại Curtin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Curtin Singapore là trực thuộc của Curtin của Úc. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó, thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường Đại học Curtin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp vào Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc á, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng học kỳ tại Curtin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Curtin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường Đại học Curtin Singapore có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng, và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có 2 chuyên ngành. Thì ở Curtin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Curtin Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình ví dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm. Thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường Curtin Singapore khuyến khích sinh viên
cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi, thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Curtin Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tundaiduong.edu.vn. Hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Curtin Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.